Rồi mình coi anh tài xế mập bê phà về nữa các bạn, bê phà cái trên cái xe cuốc Hitachi nữa các bạn. Không chạy về sao? Không chạy đò về. Rồi chui qua cái cầu luôn các bạn. Đó, các bạn thấy anh tài xế mập đang cầm con Hitachi màu tím các bạn, bê phà về luôn các bạn. Rồi chắc chạy rồi các bạn ơi, không bơi nữa các bạn ơi. Qua mấy cái cầu này chắc chạy rồi, không bơi rồi. Rồi tài xế mập này thôi chạy rồi các bạn. Rồi chạy mấy luôn rồi các bạn, không có bơi nữa các bạn.